Phần miền trong cao y rồi bỏ dưỡng ở lô lô sấy tẹt tông tình nâng bắt bằng hành khlây mũi. Đã chạy ông Pika Chuyên Dô bàn bạc bộ đã thua lãng đòi ở kẹt nhạc cả than đất chuyển chun phlâu cục. Nâng dịu cả than sau bắt được phép trả cho phlâu cục nây cả xuống xa thịa ra nạc ca được chuyển chun. Đã xài video bằng hành bị bắt bằng hành khlây đấy cứ thả miền nây là ô mềm tên xâm rạp ở lô lô sấy bởi mất. Đã ách chuyên vô bàn ông bị thả ta đưa mấy đích đã hợp thả bàn bạc ô xâm rạp dân dân cực bộ phết. Hai nửa bị đại dân tuổi sản á nữ bắt bằng hai ni hóa dân ách vô bàn thả bộ phết nà khá đại trị bàn bạc bò xâm rạp tổ chạc của dân dân hay bàn bạc bò nà khá xâm rạp bộ phết rực dân bà hay rực dân nữ miền thuần tô thuần thông mật tô nữ miền bộ phết cầm rất xe nâng của man để cua từ miền ban bạc bo hay cua từ thua được biển na từ ban dương miền ban bạc bo đầm bấy dương thua trở ra cho bọc cọp đào sự vật được phim được đồng plu hơi được chiếc ban ông pi ca cốt khang phá pi nay pi sự mặt để cách trở ra cho phò bà nhưng trong vị tàu này cứ miền này khâm xa là ô mền tên đã ở lộ xoay ai nâng cái tụ ban được cả dương đằng này chúng này tu từ để tôi tận năng ban bạc bò này phòng này chưa bận to từ tiền đấy cứ xong tết sana nêu video đi hai kiếm bát có xong anh nhát chuẩn bị lìa chặt bị bên tờ từ với một chút kia xa chuyện thứ mấy là không cam về thì bò đã miễn ngày sai xong ở cùng ba chuẩn bị xu bong bò tiếng ở ba đã cầm phong từ sana video đi ngày nay khi ba miền cực du sông bằng hàng chú bằng phố nội dung cho ba hàm pi ban bạc bò và chân muốn nâng chú đó bọt bằng hai cứ khi sông này nóng luôn khi ba mua bộ ràng sạch xá chia nụ bật thiên dục than sự vật tập hiệp cho ra cho lời cụ và chân ngày nay khi nâng lương dục nâng bọt bằng hai mũi đã tôn chú mùi nâng ban bạc bò dân dân một bằng hai bằng phố nội càng tài chiếp cho ba ta bạn bạc bò dân dân ở Phật Địa Campuchia dương nâng miên phần màn bạc phết và hai miên bạc phết ấy khá hơi dương ác bạc bò bạc dân bạc phết nạc là và chân được nông bạc chân ở Campuchia là bò dương và bạn bạc bò chết bạn bạc bò chết và xâm rạp bạc bò dân được nông bạc chân ở Campuchia miên phần bạc phết và đối kháng cáo cứ miên bạc phết có bạc phết khó bạc phết cố bạc phết khó đã nâng khổ nông bạc phết khó nó vì miên khổ mùi hay nâng khổ bí hay nâng bạc phết ngô đã nâng khổ nông ngô nó miên ngô khó ngô cố hay nâng ngô khổ và chúng trong đơn thật ta ở bậc phết co nâng ai bậc bò bàn diên bậc phết nạc là chúng tôi tiếp theo nâng bằng hán thật ta bậc phết co nâng ai bậc bàn bậc bò bàn diên nạc là bà chúng này nâng không rụp hiệp này bà chúng bậc phết co những ai bậc bò bàn tô chạc riêng dưỡng đại miên tùm hôm xì lăng lơ pi mờ rôi mờ phây pram xong thì mạch cụ bà chúng mình thấy một tô đại miên cầm lăng xì lăng đại miên tùm hôm xì lăng xong tố bà lơ pi mà rồi mà phải pram xong thì mệt cũng chẳng dừng ai bạc bỏ dân thử tầm rơi miên ban bạc bỏ phải có này bà mũi tiệt bà dân thử miên ban bạc bỏ phải có đá không cần này đại dương bạc bỏ tôi chạy dân dân đại miên tham một bộ là kỳ sinh lý lơ pi đọc mùi kỳ lô vạn bà anh nói dân thử thử miên bà mũi tiết cứ bà dân thử miên ban bạc bỏ phải có đá bà không cần này đại dương prai dân tập hết ní cứ chỉ tôi chạy dân dân sinh đồng rồi mỏ rứa có chía trai chạc rồi dân dân bà cứ dân tầm rơi ở miền bàn bạc bò hai trong dùm đó nít khi nhóm trong bằng bệnh chạy bạc bò bằng ôn phòng đáy thá tua chia đôi chìa nông rụp hiếm này dẫn mà tô dân đáo có cầm lãng có trâm tay mà rồi phải cầm xe xe bà còn bằng tay đời xa tại có thử ca dân đáo bà thử ca dân đáo rồi mọ bị khói đôi chìa này hai bán chia tầm rơi ai quát trời tại miền bàn bạc bò bạc phết có bàn ách bạc bò dân dân bạc phết thì bàn sự thật hát ấy bàn có thử chăm bạch thử miền bàn bạc bò bạc phết có vì vụ ấy bạc phết dân được con ấy cứ thử ca nơi chùm niên gì xe đấy nông ca cực rộng diễn và nông ca rẻ xa lùm nâng bò diễn nông ca bọt nông ca chênh và cứ dân thử ca miền chùm niên cho bạc lót tập ách bạc dân bạc phết thì bàn mùi tiết dân chỗ đó bàn bạc bò bạc phết có và chúng ban bạc bò bạc phết khó cứ dương sầm rạp nhẹ bạc bò và nữ đại cọt bạc bò diên bạc phết ní và cứ chia rồi dân đại đặt nhẹ đầm na mình lơ pi bầm bồn nhẹ đòi cất tiền nhẹ bạc bò chúng cọt thằng tứ tại miến ban bạc bò bạc phết khó bạn ái bạc bò diên bạc phết thì bạn và mối tiết
Nè đại bác rụt dân bà đại tùm đánh bà đại miên tùm ngôn giờ rộp ạ tệ bà rà mà mình lơ bí bây cái bí hợp rạm tàu bà nhưng mình lơ bí bây cái bí hợp rạm tàu bà tùm rụt dân có mình lơ bí bây cái bí hợp rạm tàu thế cứ quát có tùm râu áo miên bánh bạc bò bạc hết khó đại bà mùi tiệt chạy tông chú mùi nâng bánh bạc bò bạc hết cổ bà nhưng nè bạc bò đại tầm rơi ở miền ban bờ bờ phải có cứ quát ai bờ bờ yến bà cứ quát gì nè bờ bờ yến yến bà đại chỉ bờ phải dân đặc tùm nính bà dân dân đặc tùm nính đại miền tùm ngôn sà rộp tệ bà rà má bà lơ pi bay cái bị phạm tạo bà chân bà sân bờ yến quát miền tùm ngôn tệ bà rà má lơ pi bay cái bị phạm tạo bà chân quát tầm rơi ở miền ban bờ bờ phải có nè bà bà lấy những vật to tiết cho đó ban bạc bò bạc hết khô bà chẳng được khi ông ban lực đang khẳng đảm bà ban bạc bò bạc hết khô cứ miền pi bạc hết cứ khô muối hay nâng khô pì bà lấy những chỗ đó ban bạc bò bạc hết khô muối bà chẳng ban bạc bò bạc hết khô muối cứ xâm ra bạc bò rụt dân bà đặc trình chu nẹ đầm ná đà miền là tốt mà nó cho pi đọp nẹ tới đó một thầy nẹ đó kết tiền nẹ bạc bò bà chúng bớt xin bà dương bạc bò rụt dân để ai tiếp tục mình đốt ban chặt bị đọp từ khi nào một hơi nhẹ để cái từng nhẹ bạc bò cứ dương thử tầm rơi ở miếng ban bạc bò rập hết khổ mùi bà mũi tiệt bà ban bạc bò rập hết khổ pì bà chắc bị khó cái này bị khổ mùi mày bà chừng khổ muối bị đọp từ một hơi nhẹ bà bàn tay đọp về khổ pì cứ chặt pì một hơi nhẹ là ứng từ để cái từng nhẹ bạc bò bà chừng tầm rơi ở miếng ban bạc bò rập hết khổ pì bà bà thêm số mà nhà bằng to từ tiết bà cho đó ban bạc bò bạc hết ngô bà chân đưa nước không ban bạc bò bạc hết ngô này cứ dùng miền bảy bạc hết miền ngô khó ngô cố hay là ngô khổ bà chân nhưng mình vừa thật táo thì khó như là việc mất rồi việc ngô khó ngô cố hay là ngô khổ bà chân ngô cỏ ngô khổ ngô khó cứ chia rụt dân bà là rụt dân xâm rạp tuổi nó cứ chia rụt dân bộ phết khó rụt dân phết khó cứ rụt dân đai miến bà bắt đầu mình nốt bán bồn buồn nét đại kết năng nẹ bạc bò bà nó cứ chia bộ phết rụt dân bộ phết khó bà chẳng đai miến xin đông rồng mọ đại miến xin đông rồng mọ đai miến tùm ngôn xa rô bà tệ bà rà má lơ bì xôn cứ bia chất xa phạm tạo bà chẳng miến thay rụt dân bộ phết khó bần ta có xin đông rồng mọ nè bà lơ pi sôn cái bia chất sập ram tàu thùng ngôn robot rồi mỏ năng bà cho bớt xin bà không còn này đã quát sơn đau rồi mỏ ní trầm tai thùng ngôn sập robot biết tay chiên sôn cái bia chất sập ram tàu chẳng dương mình tầm rỡ ơi miên ban bạc bò bạc hết ngô khó thế dương miên thật bạc hết khó nó cứ dương ai bạc bảo bàn hà bà nó cứ chìm nổi năng bà mỗi tiền bà tại tôi nâng ngô cổ bà chứ ngô cổ cứ rụt dân bộ phết cổ bà ní cứ rụt dân bộ phết cổ thì bọn ổ đang hãy rụt dân phết cổ cứ rụt dân đại miên tùm ngôn sở rốt rồi rụt dân đặc tùm nánh đại miên tùm ngôn sở rốt bà tê bà rà má lơ bí bây cái bía bà rà tàu bà chứ ní cứ rụt dân bộ phết cổ ní cứ xâm đại tình lực các bà rụt dân ní bà hãy đa xâm đau rồi mọ bà đại miên tâm ngôn sở rộp tệ bà rà má lơ bí bà sôn cái bia chất sập nàm tạo bà chẳng bà phết ngô ngô cô nâng cư lạc khăn bò bò bàn bà bò nâng cư chẳng bà mũi tiệt bà phết ngô khổ bà ngô khổ cứ rụt dân bà phết khổ bà xâm đại đo rụt dân khăn một ní bà phết khổ đại miên đại dương ai đực nẹ đầm ná lơ bí mập hay nét bà đã kết thành nhà bạc bó bà hai miên sân đau rồi mọ rồi mọ đại miên tùm ngôn sở rô bà tệ bà rà má lơ bí sôn cái bia chất sập ràm tàu bà nâng cư chi rột dân bà đôi chì bóng bóng ách khơi nâng nông rụng ní sạp bà ní tẹt tôn chì môi nâng à dụ rồi bó nhà bạc bó bà chẳng à dụ rồi bó nhà bạc bó cứ bóng bóng ách khơi hái bà chúng bớt xin bà bông trong bà long vô bánh bò bò bà phết có nâng bà phết khó chúng bông bông thử tầm miên là dụ đọc bầm bầy cho nam dạng tịnh bán miên sách bà long vô bánh bà bò bà phết có nâng khó như bán mũi tiệt
បាទចំពោះបានបើកបរប្រភេទកពីនិងងោបាទបងប្អូនត្រូវមានអាយុ២២ឆ្នាំយ៉ាងតិចបាទទើបមានសិទ្ធិប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេទនេះបាទបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់សុពលភាពនៃបានបើកបរអញ្ចឹងបានបើកបរមានសុពលភាពខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទនៃបានបើកបរនីមួយៗឧទាហរណ៍ដូចជាបានបើកបរប្រភេទកនិងប្រភេទខមានសុពលភាព 10 ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងបដូបងហួសសុពលភាពបានបើកបរបដូម្ដងបានដល់ឆ្នាំឬក៏ពេលដែលបងប្រឡងយកបានបើកបរហ្នឹងបាទគឺបានបើកបររបស់បងហ្នឹងមានសុពលភាពរហូតទៅដល់10ឆ្នាំបាទមួយទៀតបានបើកបរប្រភេទខនិងងោបាទបានបើកបរប្រភេទនេះគឺមានសុពលភាពបានត្រឹមតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទបាទ ហើយអ្នកដែលកាន់បានបើកបរដែលមានអាយុចាប់ពី63ឆ្នាំឡើងទៅបាទឡើងទៅសុំទោសបាទបានបើកបរមានសុពលភាព2ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនឬក៏អ៊ំអ៊ំពូមីងបាទដែលមានអាយុចាប់ពី63ឆ្នាំឡើងទៅបាទឡើងទៅសុំទោសបាទអញ្ចឹងសុពលភាពបានបើកបររបស់អ៊ំអ៊ំពូមីងបាទគឺមានសុពលភាពត្រឹមតែ 2 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចបន្តបើកបរទៀតទេនៅពេលដែលយើងហួសពី 65ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងយើងអាចបន្តបើកបរបានក្នុងករណីដែលនៅពេលដែលបងប្អូនពិនិត្យសុខភាពហើយលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសុខភាពថាបងពូអ៊ំអាចបើកបរបានអញ្ចឹងយើងអាចបន្តបាន 2 ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបានបើកបរដែល ដែលបងដែលអ្នកបើកបរនឹងមានអាយុចាប់ពី63ឆ្នាំឡើងទៅបាទមួយទៀតលក្ខខណ្ឌតកតងជាមួយនឹងបានបើកបរបាទអញ្ចឹងអ្នកមានបានបើកបរប្រភេទខអាចបើកបរយានយន្តបាទកសិកម្មយានយន្តតុបកកដែលមានល្បឿនអតិបរមាមិនលើសពី 40 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តតុបកកវិញបាទ ដែលមានល្បឿនអតិបរមាលើសពី 40 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបាទអញ្ចឹងអ្នកបើកបរយានយន្តតុបកកល្បៀបនោះគឺត្រូវតែមានបានបើកបរប្រភេទកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយស្អីគេទៅជាយានតុបកកបាទអញ្ចឹងយានតុបកកនៅក្នុងវាកសាបច្បាប់គឺជាយានយន្តដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានតែក្នុងកាបិនបាទដូចជាយានយន្តកន្លុកស៊ីម៉ង់យានយន្តស្ទូចជាដើមឡាបាទ បាទមួយទៀតគឺអ្នកបើកបរយានយន្តប្រភេទគោឬខបាទអាចបើកបរយានយន្តប្រភេទខបានបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបានបើកបរប្រភេទគោឬខអាចបើកខបានបាទហើយអ្នកបើកបរយានយន្តប្រភេទគោបាទអាចបើកបរយានយន្តប្រភេទខមួយបានក្នុងករណីបាទក្នុងករណីបានឆ្លងកាត់ការប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេទគោបាទ តាមរយៈបានបើកបរប្រភេទខ1បាទអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាបងមានកប៉ុន្តែបានបើកបងអាចបើកខ1បានសួរមូលហេតុអីបានបងអាចបើកបានដោយសារតែនៅពេលដែលបងប្រឡងយកកនោះគឺបងប្រឡងតាមរយៈខ1សិនបាទហើយបានបងបានបើកបរកនឹងអញ្ចឹងបាន បងអាចមានសិទ្ធិបើកខ1បានអ្នកដែលមានបានបើកបរប្រភេត ខ2បាទអាចបើកបរយានយន្តប្រភេត ខឬ គឬ ខ1បានបាទអញ្ចឹង ខ2 អាចបើកបានទាំងខទាំង គហើយនិង ខ1បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសិទ្ធិប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេត ខ1បាទត្រូវមានបានបើកបរប្រភេត ខសិនបាទអញ្ចឹងយើង មិនថាយើងចាប់តាមភ្លាមយើងគ្រប់អាយុ20ឆ្នាំភ្លាមយើងប្រឡងយកខ1តែម្ដងគឺអត់បានទេបាទគឺយើងត្រូវតែប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេទខសិនហើយបានយើងបន្តប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេទខមួយទៀតបាទបាទដើម្បីមានសិទ្ធិប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេទគបាទត្រូវមានបានបើកបរប្រភេទខឬខ1សិនបាទអញ្ចឹង
khổ mùi sẽ mang ai bà lõng dọc cổ bạn bà. Bà mùi tiết làm bây miên sức bà lõng dọc bàn bạc bò bà phết khổ bì bà. Nhưng chẳng như trời miên bàn bạc bò bà phết khó bà phết cố nâng rư ở xung tốt bà bà phết khó rư bà phết cố rư bà phết khổ mùi sân bà. Mẹ nâng ấy nè bọn ổn á. Bà bà nâng mình là miền tầng khó phong, miền tầng khó mùi phong. Chẳng rư bà chẳng cứ khó. Miền khó có bán, miền cô có bán, miền khó mùi có bán. Miền sắp tới phần lõng vô khó bì bà. Mùi tiết bà chỉ chúng ta chân cả rõi bà. Đàm bây bọn ổn miền sắp lõng vô bàn bạc bò bà phết ngô. Bà trời miền bàn bạc bò bà phết khó rư cố rư khó sân bà. Chẳng bán miền sắp tới bật lõng dọc bàn bạc bò bật phết ngô. Hãy chăng chúm riêng bóng ôn phong đá thà bật phết ngô, bật phết khô, bật phết cô, bật phết khó. Cứ mình ai tới bạc bò dân dân bật phết cò bàn tê bà. Nên cứ chì ở quấy để khi em chọn bình trẻ bật thái nên trong chúm nội này bàn bạc bò này bà. Chị chung một chút khi mà xôm làm nó côn đó bóng phô ổn đó. Đại dùm này phê về liên đồng minh nằm lấy đồng bấy tu sân na. Nơi bọt bằng hàng chạy tương chì mùi nâng bàn bạc bò ní. Chị chung khá rau khi mà xôm chung phô bóng phô ổn. Chú bà thua đồng na tới tì na còn lại na. Chú bà sốc sơ bạc tập hiệp. Hay nâng xôm ai bóng phô ổn cho rùm cổ rùm cho bạp cho ra cho tiếng ọc nìa bà xôm ọc côn.